Chuyện gì sẽ không xảy ra nếu bạn mua nhầm xe? Và xin chào tất cả quý vị các bạn, và tôi là Đạt Xe Tải đây. Một cái câu hỏi mà trong clip này tôi mong muốn chia sẻ với bạn, đó là chuyện gì nó sẽ xảy ra nếu bạn mua nhầm xe lỗi? Chuyện gì nó sẽ xảy ra nếu bạn không mua nhầm xe lỗi? Chuyện gì nó sẽ không xảy ra nếu bạn mua nhầm xe lỗi? Và chuyện gì nó sẽ không xảy ra nếu bạn không mua nhầm xe lỗi? Và đây là bốn câu hỏi dường như trong suốt từ quá khứ trình bắt đầu kinh doanh xe tải đến bây giờ, tôi vẫn thường ngày hỏi đi hỏi lại chính bản thân mình. Vì tôi biết rằng trước khi làm kinh doanh ô tô, tôi cũng giống như bạn, cũng là người đi mua ô tô. Và cái điều lo lắng lớn nhất của tôi đó là làm thế nào không mua nhầm xe và nhầm giá. Cái lớn nhất của tôi hiện tại là người đi kinh doanh xe thì tôi chỉ lo lắng làm sao mua nhầm giá mà thôi. Cách đây khoảng đâu đó từ hồi tháng 7 năm 2019, tôi cũng kinh doanh xe ô tô con. Và dường như đến năm 2019 và ở thời điểm hiện nay là tháng 12, dường như số lượng hàng hóa sản phẩm của tôi đang chuyển tới 80% là xe tải. Lý do vì sao? Một cái câu chuyện nó không hề vui khi tôi kinh doanh xe con vào thời điểm đó giá nó biến động. Và rất là nhiều xe tôi mua không đúng với thời điểm tháng 7, cho nên giá xe mới giảm xuống, xe con giảm xuống và tôi trở tay không kịp. Vậy là chuyện gì nó đã diễn ra? Dường như để mà tính về sản phẩm, tính về doanh thu, dường như cả năm làm được rất nhiều nhưng cuối năm không thấy tiền đâu. Và đây là một cái câu chuyện ở bản thân tôi, và tôi rút ra tôi nghĩ rằng ở đâu đó ở ngoài kia, ngay chính ở bản thân bạn cũng đang gặp phải một cái điều như tôi. Nếu bạn đang cũng gặp phải vấn đề như tôi, cũng làm rất là nhiều, là một ngày có thể là 18, 19, 20, thậm chí full ngày 24 tiếng không ngừng nghỉ nhưng vẫn không có tiền đâu, thì hãy lắng nghe lại một chút ở video này bạn nhé. Trong video này, nếu bạn vẫn mong muốn một cái clip báo giá chi tiết những chiếc xe ở đây, tôi có làm riêng video báo giá tại video sau. Bạn có thể bỏ qua video này nếu bạn muốn xem báo giá. Còn tại video này, tôi sẽ chia sẻ cái điều thực sự quan tâm là gì. Ai cũng mong muốn rằng mua xe giá rẻ. Vậy mua xe giá rẻ có ý nghĩa như thế nào? Ngay cả bản thân tôi cũng mong muốn mua xe giá rẻ. Đó là mua được một chiếc xe chất lượng. Và khi mua được một chiếc xe chất lượng, nó có ý nghĩa như thế nào? Có ý nghĩa gì hơn thế không? Đó là chúng ta không cần phải lo lắng trên những chuyến đường dài, không phải lầm đường, không phải chịu cái cảm xúc nó khó chịu khi mà đi mua một cái xe bỏ cả 100 triệu mới tích góp được ra, mà lại phải sửa chữa hết ngày này qua ngày khác, bỏ bê tất cả những công việc, không làm gì nữa. Và cái khó chịu thứ hai đó là về những người xung quanh mình, những người thân của mình, là vợ mình, là anh em bạn bè bảo: ô, thằng này mua xe mà không hỏi ai cả. Đấy, kết quả là như vậy đấy. Và những cái lời phán xét ở ngoài kia, họ phán xét chúng ta khi mua nhầm phải một cái xe bị lỗi. Còn những cái điều mà bạn không xảy ra khi bạn mua xe lỗi, đó là bạn sẽ mua được một chiếc xe giá rẻ hơn, bạn sẽ mua được một cái xe dường như đời cao hơn nhưng lại không phù hợp với nhu cầu công việc của mình. Ở đây, ở tiêu đề video này, tại sao tôi nói là chuyện gì sẽ không xảy ra nếu bạn mua nhầm xe lỗi? Cái điều không xảy ra đầu tiên khi bạn mua nhầm xe lỗi, nó là một cái điều tuyệt vời với bạn, mua được xe giá rẻ. Cái điều thứ hai có thể là mua được một xe đời cao. Cái điều thứ ba đó là bạn có một cái cảm giác nó tuyệt vời, tại vì với tầm tiền ít mà lại được một món đồ thơm. Đó là ba cảm giác lớn nhất khi mà mua nhầm xe lỗi. Nhưng bạn có biết rằng cái điều tồi tệ đó là khi mua nhầm phải một chiếc xe lỗi, hay mua nhầm một chiếc xe đó là không đáp ứng được nhu cầu của bản thân. Khi tôi nói chúng ta mua nhầm phải một cái chiếc xe, tức là yếu tố giá, yếu tố về chất lượng bị lỗi, nó chỉ là một thai tiêu chí trong rất là nhiều tiêu chí thôi. Nhưng cái tiêu chí lớn nhất đó là mua nhầm xe không phù hợp với nhu cầu của mình. Có rất là nhiều ông, có rất là nhiều bạn, có rất là nhiều người mới kinh doanh khởi nghiệp,
bảo rằng tôi có 100 triệu nhưng tôi phải trả góp và mua xe 300 triệu cũng giống ông hàng xóm, phải có chiếc xe như thế thì tôi mới làm được. Tuy nhiên, rất là nhiều người khởi nghiệp thất bại bởi vì phải có tiền thì mới làm được, phải có sản phẩm thì mới làm được. Trong khi điều quan trọng những người thành công ở ngoài kia, họ xác định thị trường trước và họ đưa cái sản phẩm của mình, họ dùng tiền trở thành vũ khí, công cụ, làm động lực để đưa cái sản phẩm đến nhanh hơn với người cần nó, thì họ đã thành công. Và chính bản thân tôi đã thất bại rất vô cùng nhiều lần khởi nghiệp vì quan trọng yếu tố tiền, quan trọng yếu tố sản phẩm, mà dường như không hỏi được hai câu hỏi lớn nhất, đó là tôi là ai và tôi phục vụ ai. Trong video này tôi muốn nhắn nhủ bạn, dù kinh doanh, dù mua xe tải hay mua xe con, dù mua bất kỳ một cái sản phẩm nào khác, hãy nhớ một điều tuyệt vời hơn, hãy trả lời hai câu hỏi này trước khi làm bất kỳ một việc gì. Trước khi quyết định mua xe, quyết định xuống tiền, đặt tiền để sở hữu một chiếc xe. Tại vì xe nó chỉ là công cụ thúc đẩy công việc làm ăn của mình phát triển hơn, có cái mục đích cao cả hơn của mình, đó là đem lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Và đó là câu hỏi, bạn là ai và bạn phục vụ ai? Đó là video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn. Trả lời chi tiết hơn câu hỏi đầu tiên, chuyện gì nó sẽ xảy ra nếu bạn mua nhầm xe lỗi? Khi bạn mua nhầm một chiếc xe lỗi, tức là lỗi ở đây bạn phải xác định nó là lỗi về gì. Một chiếc xe lỗi nó là một từ ngữ chuyên dùng. Một chiếc xe lỗi nó có thể đâm va. Đâm va ở đâu? Đâm va ở phần cabo. Xét về xe tải nó sẽ có hai phần chính, phần cabo và phần thân vỏ phần máy. Thì nó có thể đâm va ở phần cabo, đâm va ở phần cột, đâm va ở phần cánh cửa, đâm va ở phần bậc lên xuống. Đúng không ạ? Đâm va ở phần thùng, đâm va ở phần đít. Thì những cái yếu tố này tôi chia sẻ với bạn những cái video để bạn có thể xác định được những cái lỗi có thể chấp nhận được hay những cái lỗi không thể chấp nhận được. Với một người yêu thương gia đình, chắc chắn rằng họ sẽ quan trọng một chiếc xe mà có phần nội thất nó đẹp hơn. Một chiếc xe mà có những cái phần trang bị về những tính năng nó tuyệt vời hơn. Và như chiếc xe này là một cái chiếc xe mà nó đã được trang bị điều hòa hai chiều, một chiếc xe mà có hệ thống vô lăng trợ lực, một chiếc xe mà có hệ thống kính chỉnh điện. Đây là một chiếc xe Trung Quốc giá rẻ. Nó không phải là một cái dòng xe hạng sang, nó không phải là dòng xe đắt tiền. Tuy nhiên là một chiếc xe khá phù hợp trong cái tiêu chí để chọn một cái chiếc xe kinh doanh khởi nghiệp, mong muốn rằng trong thời nhanh gian ngắn thu hồi vốn. Và tôi nói lại một lần nữa rằng những chiếc xe Trung Quốc hay những chiếc xe giá rẻ như thế này, nó chỉ phù hợp với anh em nào có nguồn hàng rõ ràng. Tôi kể với bạn một câu chuyện thực tế luôn, rất là nhiều ông tôi tư vấn A, B, C, X, Y, Z rất là nhiều rồi, nhưng ông mua được xe rồi, xe nó không lỗi gì cả, nhưng về vẫn phải bán xe đi, và thậm chí quay lại chửi tôi. Các ông có luôn, trường hợp mới gần đây luôn, cái ông nào mà đang xem video này ấy, thì ông để lại bình luận luôn, tôi không bao giờ xóa bình luận của ông luôn, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì khi xác định mua xe, tôi đã tư vấn là phải mua xe phù hợp với công việc của mình. Và những chiếc xe giá rẻ này, tại sao giá nó rẻ và đời nó cao như vậy? Vì nó phù hợp với những anh em nào có nguồn hàng rõ ràng rồi. Khi anh em phải rõ ràng mục tiêu của mình là gì và chúng ta sẽ thu được bao nhiêu tiền trong khoảng thời gian chúng ta mua xe và đầu tư vào cái chiến dịch đó, thì chúng ta mới xác định mua xe giá rẻ. Còn ông mong muốn rằng phải mua xe như này, phải chạy 500 km liên tục cơ, thì nó không chạy được. Phải mua xe đời cao hơn, hoặc là phải mua xe chất lượng hơn như Suzuki. Còn những xe như thế này trả hàng đâu đó khoảng 1,5 tấn, quay đầu, sử dụng trong vòng 2-3 năm hợp lý, và đánh đổi cái cảm giác thì về máy thì đôi khi sử dụng trong khoảng 1-2 năm đầu nó sẽ ổn định, còn sang năm thứ 3 thì bắt đầu là nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng như là phải đi bảo dưỡng thường xuyên.
Đấy, nếu ông đi thường đường xấu thường xuyên ấy và không rửa ráy nhiều thì nó sẽ xuất hiện những cái vết mọt mẹt khá nhiều. Còn nếu mà chúng ta cẩn thận hơn, lau chùi hàng ngày, có tính cẩn thận hơn, rèn rũa được cái tính cẩn thận hơn thì chiếc xe nó còn đẹp như thế này. Đây là một chiếc xe 2018, đăng ký cuối 2018, tháng 12 2018, form mới. Cho nên là những cái phần nhựa và những cái phần tôn và những phần sơn như này và những phần tất cả những ốc bảy màu nó còn nguyên. Chứ những cái xe mà chủ nhân không giữ thì thực sự là những kể cả 18, 19, kể cả 20 mới mua xong nó cũng không thể ổn định được. Đấy, nói với ông, các ông thế. Cho nên là các ông có một cái bình luận rất là thực tế. Ông bảo là vì mua xe khởi nghiệp của tôi mà tí mất nghiệp. Thế là tôi nhắn tin, tôi hỏi lại thì nó có ý nghĩa gì khác không? Thì ông ấy bảo là suy nghĩ nó có ý nghĩa gì nhỉ? Xe thì nó cũng chả lỗi gì, kinh doanh thời gian ngắn thì lại không có việc. Bán xe đi thì mua xe tàu, bán xe đi thì mất giá. Mua loại Vinasuki ấy, bán đi mất giá. Thì ông ấy quay, chửi cái ông này có đúng không nhỉ? Đấy. Mà khi ông ấy nói câu đấy, ông ấy mất đi một mối quan hệ. Điều đó có đáng hay không? Đấy, tôi tư vấn cho bạn. Chi tiết và sâu chuỗi còn quyết định là ở bạn. Và rõ ràng mục tiêu chiến lược ra, nó sẽ phù hợp hơn. Chứ bây giờ tôi là bảo kinh doanh chở quất chở đào trong cái dịp Tết đến xuân về này, và ra riêng thì mình chở thêm hoa quả, thì tự nhiên, ôi trời ơi, ông lại lên một cái chiếc xe K165 hoặc lên một chiếc xe 2 tấn, 3 tấn chả, hay mua một chiếc xe mới vài tạ 200 triệu chả giải quyết được cái gì, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ ông đang có nguồn hàng mà nó chưa rõ ràng, bây giờ ông xác định là mua một cái chiếc xe mới nó cũng chả giải quyết được cái gì. Nhưng mà bây giờ ông đang có một cái nguồn hàng nó ổn định rồi, muốn nâng cấp đời xe lên, nhưng mà đi mua một chiếc xe không chất lượng, đi nó cảm giác nó chán, thế là cảm giác tiêu cực nó đến với mình. Và khi mà mình đã có cảm xúc tiêu cực thì mình chả có động lực gì để mà làm luôn. Đó, cái quan trọng đó là cảm xúc. Và quan trọng anh em phải có niềm tin, và quan trọng anh em phải có chiến lược rõ ràng nó ra, đặt tên cái mục tiêu ấy ra theo nguyên tắc smart goal. Đó. Và đây là video, đây là câu trả lời cho cái câu hỏi chuyện gì nó sẽ xảy ra nếu anh em mua phải xe lỗi. Mua xe phải xe lỗi thì em sẽ phải chấp nhận rằng là cái sự an toàn cho những người đi trên chiếc xe này trên một chặng đường dài nó sẽ không có tính ổn định. Mua phải xe lỗi thì anh em sẽ xác định rằng anh em phải mua đắt hơn cái đồng tiền của chúng ta bỏ ra. Và cái điều khi mà chuyện gì nó sẽ xảy ra khi anh em không mua phải xe lỗi, đó là những chuyến đường dài anh em cảm thấy thoải mái hơn, về vui cười với vợ con, tâm trạng nó tốt hơn, nó phấn khích hơn, có người hậu phương vững chắc ở nhà chăm lo cho gia đình rồi mà cảm thấy mình cũng là một người tuyệt vời hơn, thì lúc này anh em cảm thấy như thế nào? Nó có hạnh phúc không? Có hình ảnh gì hiện ra cảm xúc của anh em như thế nào? Đó, khi không mua phải những chiếc xe bị lỗi thì anh em bỏ cái đồng tiền ra nó xứng đáng. Và khi không mua nhầm xe, tôi nói là không mua nhầm xe về nhu cầu, thì anh em sẽ đạt được cái mục tiêu về tài chính và đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này. Nếu thấy hay hãy chia sẻ nó, và nhớ đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để theo dõi video của Đạt Xe Tải mỗi ngày bạn nhé. Một lần nữa hãy ngắm nhìn tổng quan những chiếc xe mới về ngày hôm nay của Đạt Xe Tải. Đầu tiên, ok, chiếc Domain 2018, đăng ký tháng 12 2018. Ghế còn chưa bóc ni lông luôn, điều hòa hai chiều, trợ lực, tính chỉnh điện, đó, 8 tạ. Còn đây một chiếc Taco Tauler 750A, 6 tạ rưỡi, lót sàn ni lông, đó. Và đằng kia một chiếc Suzuki 5 tạ. Dòng xe Nhật Bản, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, đẹp, anh em nhìn cái sàn chưa? Phê chưa? Có phê không ạ? Đó. Tất cả những chiếc xe ngày hôm nay
sẽ có mã giảm giá cho anh em alo trực tiếp tới số điện thoại hiện trên màn hình, để có thể tôi là người tư vấn chi tiết cho bạn, tôi là người để cho bạn một cái mức giá ưu đãi hơn cái mức giá niêm yết trên hệ thống website của Đạt Xe Tải xedep88.com. Alo ngay tới số điện thoại hiện trên màn hình bạn nhé. Cảm ơn bạn một lần nữa, chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4, K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác, anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.